Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tại Bắc Bộ, dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây nên ngày mai nắng vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo trên toàn miền. Cục bộ một vài nơi còn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt trưa chiều phổ biến từ 33 cho đến 36 độ. Riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu nhiệt độ thấp hơn trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Đáng lưu ý, từ chiều tối và đêm mai, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000 mét nên mưa có xu hướng mở rộng ra trên toàn miền. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông không loại trừ khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chi tiết tại Yên Bái trong đêm nay và sáng mai trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác, đề phòng sét đánh trong cơn dông. Thời điểm này tiết trời khá mát mẻ, dễ chịu với mức nhiệt thấp nhất từ 26 cho đến 28 độ, vùng cao chỉ từ 20 cho đến 22 độ. Sang ngày mai mưa xuất hiện vài nơi đan xen với những khoảng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31 cho đến 33 độ, vùng cao thấp hơn trong khoảng từ 25 cho đến 27 độ. Người dân khi lưu thông trong thời gian này cần chú ý đem theo các vật dụng che mưa cần thiết. Lui xuống Trung Bộ, ngày mai tình trạng nắng nóng vẫn còn diễn ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam với mức nhiệt trưa chiều từ 35 cho đến 38 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây như là Quỳnh Lưu, Con Cuông, Nghệ An, Kỳ Anh, Hà Tĩnh có thể đạt trên ngưỡng là 38 độ. Trong khi đó, tại khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, cường độ nắng dường như có phần dễ chịu hơn. Đồng thời, những cơn mưa dông có xu hướng gia tăng về chiều tối và tối. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ vào khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Đi xa hơn ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông có xu hướng gia tăng do gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn. Thời điểm xuất hiện mưa dông vì thế cũng sẽ xảy ra sớm hơn trong ngày. Đi kèm theo trong cơn dông thường là nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan, bà con nên cảnh giác. Ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ trưa chiều vào khoảng từ 27 cho đến 30 độ tại Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ tại Nam Bộ. Và như thường lệ của bản tin là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh Yên Bái trong đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 1 tháng 7 năm 2020, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác, đề phòng sét đánh trong cơn dông. Ngày có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông rải rác, đề phòng sét đánh trong cơn dông. Ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông. Đề phòng sét đánh trong cơn dông, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.